Hai tí nữa hẹn nhau ở đằng sau sân khấu nhá. Nam nữ là gì cũng được. Anh Suin, quay body đi à? Mọi người có nhìn rõ đây là cái gì không? Xin giới thiệu tất cả mọi người. Sáu múi. Không phải á? Hay là cả bên trong? Thôi, thực sự thì mọi người hãy để cho mình giữ lại một chút ít thể diện để mình còn đi xuống sân khấu. Xin mời đôi ông nhượng. Chờ một ngày là chờ mọi người sẽ nhìn được nhìn thấy tận mắt thôi. Thì nhìn thấy các bạn rồi nhá. Ok. Thực sự thì ngày hôm nay chúng mình cảm thấy rất là hạnh phúc và rất là happy khi được đứng trên sân khấu ngày hôm nay. Và chúng mình hy vọng rằng còn nhiều cơ hội để chúng mình có thể quay trở lại đây và hát cho tất cả các khán giả, các bạn sinh viên yêu quý của Subin đã có mặt trong buổi tối ngày hôm nay. Ok, I see you. Mình nhìn thấy cả các bạn ở trên tầng nữa. Và chúng ta sẽ còn gặp lại nhau sớm thôi. Subin yêu mọi người rất nhiều. Xin chào.